Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 10 tháng 12 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em lại cập bến ngập nhà. Đủ những cái dòng hàng lan đẹp máy giá rất là rẻ. Rất là nhiều những cái dòng hàng lan nụ sẽ cho hoa vào Tết tới cũng như mùa xuân tới này cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hoặc số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ạ là một cái lô sơn thủy tiên cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Những cái dề sơn thủy tiên căng mướt và những cái mắt nụ đã bắt đầu là sưng rất là lớn rồi, chuẩn bị nứt nụ rồi cô chú anh chị nhé, rất là xinh như vậy đấy ạ. Và cái lô sơn thủy tiên hôm nay thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Và dáng hương đuôi chồn ạ, hôm nay cây về đều tăm tắp luôn cô chú anh chị này. Nói chung là cái mùa đuôi chồn này làm vào mùa đông nên là cây sẽ khá là hanh khô và héo tóp. Tuy nhiên thì cô chú anh chị vì trồng thì cô chú anh chị sẽ thấy rằng là chỉ cần 1-2 tháng nữa thôi sang xuân cây hồi lại sẽ cực kỳ là đẹp luôn. Cái mùa ghép của dòng đuôi chồn cô chú anh chị mình có những dòng hoa sân rất là tuyệt vời đấy ạ. Những cây chồn rất là xinh luôn như thế này. Và giá của dáng hương đuôi chồn hôm nay chỉ có giá là 160.000 trong 1 kg thôi. Đó cô chú anh chị vừa mua vừa lợi cân mà lại rất là chuẩn cái mùa để cô chú anh chị mình có thể ghép nhé. Và sơn thủy tiên thì bên em là có một cái rề cây rất là bự cho cô chú anh chị nào đang tham khảo và tìm những cái rề bự như thế này đấy ạ. Váy rề bự này em xin phép được bán với giá là 120.000, 110.000 đi cô chú anh chị nhé. Cho cái rề sơn thủy tiên bự này đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có một cái lô dáng hương tam bảo sắc, một cái dòng hàng quốc dân cô chú anh chị này, xinh đẹp như vậy. Hàng về tươi roi rói luôn cô chú anh chị ạ, mà giá thì cực yêu thương. Hôm nay thì giá chỉ có 110.000 cho 1 kg thôi ạ. Em bán ngay từ nửa kg tức là 55.000 cô chú anh chị mình có cái giò lan tam bảo sắc. Phải nói là đẹp mê để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa xuân rồi. Đó, tam bảo sắc hôm nay giá 110.000 cho 1 kg thôi. Cái dòng hàng mà có lẽ bất cứ một ai chơi lan cũng không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ? Và tiếp sang bên này đây thì cái lô kiều vàng. Cái dòng kiều vàng hôm nay, đây là hàng kiều vàng rừng cô chú anh chị nhé. Hàng kiều vàng rừng thì thân sẽ rất là, mà trong khi đó thì cắt tỉa rất là kỹ và xanh đẹp như thế này. Cũng đã bắt đầu có những cái mắt nụ sưng rất là lớn rồi ạ. Và cái kiều vàng em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm một cái lô. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh đấy ạ. Thân to mập nù ú luôn, em có cả hàng thân to, dài đẹp và cũng có như có cả những cái hàng thân ngắn vừa vừa rất là xinh như thế này. Đó, mỗi một thân hoa to đùng đẹp như thế này chắc chắn sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa phải nói là đẹp mê mẩn cô chú anh chị ạ. Cái dòng một trong những dòng lan hoa to và đẹp nhất trong tất cả những dòng hoa lan và sẽ nở chuẩn hoa đúng vào thời điểm Tết luôn đây cô chú anh chị. Một cái cành hoa rừng hoa xuất sắc nở hoa thời điểm Tết ạ. Giá ở đây em đang để là 240.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng mùa nụ như thế này thì giá đang đội lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì em cũng đang giữ giá cho cô chú anh chị mình để cô chú anh chị mình 240.000 cô chú anh chị có giò lan đẹp mê để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết rồi. Đó, em sẽ bán ngay từ 0,5 kg. Với 0,5 thì cô chú anh chị em sẽ lấy cho cô chú anh chị những cây nó vừa vừa hơn, ngắn vừa như vậy thôi chứ còn những cái cây dài này nó sẽ không được bao nhiêu thân đâu cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây là cái dòng lan quế tím. Cái dòng hàng và có thể nói rằng là cái độ thơm của nó gần như có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn ạ. Dòng lan quế tím này xin phép em được bán với giá là 140.000 cho 1 kg. Nói chung là cái mùa này thì mùa là mùa hanh khô ạ. Cây thì nó sẽ có phần là hơi cái hơi tóp lá nhé chú anh chị nhé. Đó, tuy nhiên thì cái mùa này cô chú anh chị ghép không phải lăn tăn một cái điều gì luôn cô chú anh chị ạ. Riêng dòng quế tím này thì cô chú anh chị không phải lăn tăn cái vấn đề gì luôn. Hơn một tháng nữa thôi là năm nay thì tiết đi rất là sớm và khoảng tầm tháng hơn nữa thôi là dập xuân rồi ạ. Cây sẽ bắt đầu là đâm chồi nảy lộc cũng như là trong một mùa hoa
tuyệt vời nhé cô chú anh chị nhé. Đây là mặt bông của dòng quế tím này, rất là đẹp như thế này. Một nhánh quế tím thôi khi mà nở hoa cũng rất là tuyệt vời. Váy dòng quế tím hôm nay em xin phép được bán với giá là 140.000 trong 1 kg, và em bán ngay từ 0,3 kg rồi đấy ạ. 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhé. Đó. Và sang bên này đây thì hôm nay em lại cập bến một cái lô dáng hương hoàng nhạn, và hàng này là hàng bắc rừng. Đấy, cũng như là cái dòng trồn hay là dòng quế tím thôi ạ. Thì cái dòng hoàng nhạn, cái tầm mùa này cây nó cũng sẽ không có được tươi giói như là cái hàng mùa xuân đâu ạ. Tuy nhiên thì cái mùa này thì cô chú anh chị ghép thì phải nói là cực đảm bảo luôn cô chú anh chị ạ. Thứ nhất là mua hàng lợi cây giống, và cô chú anh chị về ghép đón xuân thì cây sẽ bắt đầu là đâm chồi nảy lộc, và có thể là có những cây lan mà dễ thuần nhất, nên là hiện tại là bắt đầu là nhà vườn người ta cũng đã bắt đầu cho vào vườn rất là nhiều rồi. Đó, chờ đợi mãi thì hôm nay em cũng có mới có một cái lô hoàng nhạn rừng như vậy về thôi. Em đang bán với giá là 550.000 cho 1 kg những cây hoàng nhạn rừng như thế này. Em sẽ bán ngay từ 0,1 kg rồi cô chú anh chị ạ. Đó, nhà vườn người ta có thể trồng 1 đến 2 năm thì có thể cho những cây hoàng nhạn đẹp mộng mơ, mà mỗi cây bán người ta bán lẻ vài chục nghìn. Chính vì vậy mà giá người ta nhập, sau này giá người ta nhập đến 1-2 tháng nữa là giá nhập lên đến cả triệu, không có hàng bán luôn đây cô chú anh chị này. Chỗ này là 0,1 kg này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Đó, 6 cây rất là đẹp như thế này thì giá chỉ có 55.000 thôi cô chú anh chị nhé. 5-6 cây, nói chung là 0,1 kg cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 5 cho đến 7 cây, hoặc là 8 cây, thậm chí là chục cây. Tùy cô chú anh chị mình lấy lượng bao nhiêu em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình nhá. Đó. Và sang bên này đây thì em đang có hai cái lô ngọc thạch này. Lô này là lô ngọc thạch số 1, thân dài này, nuột này cô chú anh chị này. Đó, có những thân hoa rất là dài và đẹp luôn như vậy đấy ạ. Và lẫn thêm cái lô ngọc thạch này thì em xin phép được bán với giá là 50.000 đi cô chú anh chị. Thân hoa rất là dài luôn, chắc chắn đến mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Lô số 2 mập nú này cô chú anh chị này, những cái rề này rất là mập luôn. Thôi, lô số 2, đây lô số 2 đây cô chú anh chị nhá. Lô số 2 này em xin phép được bán với giá là 40.000 ạ. 40.000. Và lô số 3 này cô chú anh chị này là nguyên một rề luôn, thân vàng óng như này. Đó, lô số 3 em bán là 40.000 luôn ạ. Và sang bên này thì em có hai cái lô hoàng nhạn mà cây lớn nhá. Lô này gọi là lô số 1 này, hai cây rất là to. Em bán với giá là 80.000, và lô số 2 cũng là một cặp hoàng nhạn. Cây lớn cô chú anh chị ạ. Em cũng bán với giá là 80.000. Này đây sẽ là dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Em đang để giá là 320.000 trong 1 kg. Hàng tươi giói như vậy cô chú anh chị nhá. Nói chung ấy mùa này thì cây đã bắt đầu là chuẩn bị sưng mắt nụ rồi. Một mùa ghép để cô chú anh chị mình chơi hoa trọn vẹn và giá cực kỳ là hợp lý nhất ạ. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em, 320.000 trong 1 kg, hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn ngay theo hình ở đây nhá. Hình này em gọi là cái hình số hình ở đây em gọi là cái hình số 15 này cô chú anh chị này, hai dề. Hai dề rất là tuyệt vời như vậy, em đang để giá là 180.000 đấy ạ. Quá là đẹp luôn, hai cái dây kiều cực kỳ là đẹp, 180. Hình số 16 này, 160.000 đi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 17, 160.000. Và hình số 18 ạ. Một lô này rất là đẹp, 160 nhá. Và hình số 19 là 150.000 nguyên một dây. Hình tiếp theo 20, 150.000. Và hình số 21 cũng là nguyên một dây, 150.000. Đai châu rừng bắc trụ này cô chú anh chị. Cái dòng đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm đấy ạ. Dòng hoa mà có lẽ là bất cứ một anh chị nào chơi lan cũng không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ. Cây từ 2 cho đến 3, 4 vòi bông trở lên, rất là to và đẹp như vậy đấy ạ. Thì cái dòng đai châu rừng bắc trụ này em xin phép được bán với giá là 200.000 trong 1 kg thôi nhé cô chú anh chị nhé. 200.000 thôi ạ. Và số cây sẽ rơi khoảng tầm 1 cho đến 3 cây trên 1 kg. Nói chung cái hàng này thì cô chú anh chị mình lấy khoảng tầm 2 kg về có cái trụ lan quá là đẹp rồi. Đó, thay vì mua những cái chậu lan thuần vài 300.000, cô chú anh chị có thể lấy cho em những cây lan rất là đẹp như thế này mà giá cực rẻ luôn đúng không ạ? Và cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em luôn này cô chú anh chị này. Chọn hàng theo hình ở đây này. Hình này em gọi là cái hình số 1 này. Cây to bự chảng như vậy giá cũng 100.000 thôi ạ. Hình số 2 cũng là 100.000 cô chú anh chị nhá. Hình số 3 là 3 cây luôn, 150.000, 3 cây to nhá cô chú anh chị nhá. Đây 150.000. Có mỗi cây đai châu to như vậy giá có 50.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 4 này. Hình số 4 này với giá em bán là 120.000 này. Và hình số 5 130.000. Hoặc cô chú anh chị mình muốn lấy những cây châu đa màu sắc, cô chú anh chị có thể chọn theo những cái chậu ở đây cho em. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu châu rất là tuyệt vời như thế này.
Mỗi một cái cây trâu như vậy là cái tán lá, một bên lá của nó dài khoảng tầm 30 cm trở lên rồi ạ cô chú anh chị. Cây rất là to luôn rồi. Và đủ màu sắc đẹp luôn, đó là hàng châu Thái thì đủ màu sắc đẹp luôn. À, đây là cái màu sắc của cái lô đai châu này về này cô chú anh chị này. 180.000 cho một chậu, hàng này thì về cô chú anh chị chỉ việc treo chờ hoa cũng như là ngắm lá thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, một chậu như vậy em bán đồng giá 180, hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn ngay theo chậu cho em nhé. Chậu này này, em gọi là chậu số 10 đi ạ. Đó, một cặp đôi như vậy với giá là 180.000 này. Và chậu số 11 cũng là 180, chậu số 12 cũng là 180.000. Và chậu số 13 đi ạ, cũng là 180.000 ạ. Đẹp mộng mơ luôn, quá tuyệt vời luôn ạ. Chậu số 16 cũng là 180.000. Và hình bên này là những cây đơn cô chú anh chị nhá. Những cây đơn rất là bự luôn. Mà giá hôm nay thì em cũng sẽ bán siêu rẻ. Cây này cặp bao nhiêu cặp lá đấy cô chú anh chị. Đang nhú nụ rồi đi ạ. Thật khả khẩn khưỡng luôn đấy cô chú anh chị, nhìn có thể nhìn thấy nhú nụ ở ngách lá này. Đó. Cây trâu này em bán với giá là 160.000 luôn cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị đến bao nhiêu cặp lá cho em, lẻ bằng xỉ, thậm chí rẻ rẻ hơn cả giá xỉ luôn. Chậu số 17 này với giá cũng là 180.000, rất là đẹp. Và chậu số 18 chỉ có giá 150.000 thôi. Và chậu số 19 này ạ. Chậu số 19 quá là đẹp, mộng mơ, 170.000 nhá. Này đây sẽ là cái dòng lan hỏa hoàng cam. Em bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình đi ạ. Xinh đẹp vô cùng luôn. Với dòng lan với những cái vòi hoa vươn cao, sắc hoa cam lửa rực rỡ ạ. Giá đây đang là 280.000 cho 1 kg thôi. Em bán ngay từ 0,2 kg rồi, tức là 56.000 thôi ạ. Để cô chú anh chị mình có thể có những giỏ hỏa hoàng cam thực sự rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây ạ, là những cái chậu Vanda. Hàng đang nụ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Lô hàng về rất là nhiều và rất là đẹp như vậy cho cô chú anh chị mình ạ. Hàng này thì sẽ rất là chuẩn hoa Tết luôn cô chú anh chị nhé. Cái dòng Vanda đó, cô chú anh chị mình nhìn cho em những cây Vanda đang nụ rất là đẹp và rất là khỏe như thế này. À, các cái mặt bông cát ở đây cô chú anh chị nhé. Đây ạ, cánh hoa hồng, lưỡi đỏ, trắng, trắng lưỡi tím cô chú anh chị này, họng vàng. Và chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị mình luôn. Một màu sắc nữa rất là tuyệt vời như thế này. Vàng lưỡi đỏ, xanh ngọc lưỡi đỏ, tím lưỡi đỏ họng vàng, và cam môi son. Và một cái dòng lan mà có lẽ là bất cứ một anh chị chơi dòng dendro nào thì cũng không thể thiếu cho sân vườn của nhà mình ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông vô cùng là yêu thương. Dendro chớp tím đỏ xưa cô chú anh chị nhá. Dendro chớp tím đỏ xưa. Đẹp mê như vậy đấy ạ. Đây cô chú anh chị của mình cùng em tham khảo giá trên thị trường cái dòng dendro chớp tím đỏ rất là đẹp như thế này, và tham khảo giá ngay trên thị trường. Người ta bán 399.000, tức là 400.000 cho một cái chậu 2 kg như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Còn bên em ạ, hàng em bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị nhìn này. Cái chậu này hai thân to đùng và một cái mầm nụ, mầm gốc đang lên này.
Có những cái chậu mà thậm chí như chậu này thậm chí có cả hoa bói luôn. Nói chung là chậu ít nhất từ 3 thân trở lên. Đẹp tuyệt vời như vậy. Và giá ở đây em đang chỉ để giá có 150.000 thôi cô chú anh chị ạ. 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Trước và cái hàng này thì bên em bao chuẩn hoa cây cho cô chú anh chị mình. Dạ. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là đây là hàng cắt từ cái thân ra nhé cô chú anh chị nhé. Không phải là hàng gieo hạt mà là hàng chuẩn cắt từ thân mẹ ra. Đó, nhân giống từ thân mẹ ra. Nên là bảo hành 100% cho cô chú anh chị mình. Cái dòng lan đẹp như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây dendro chớp bịp. Thời điểm bây giờ là cây nó đang hoa như thế này rồi. Nên là em cũng không cần phải nói đến cái chuyện bảo hành hoa làm gì nữa ạ. Ôi trời ơi, em làm gãy mất cái vòi hoa này rồi. Đấy, làm gãy mất cái vòi hoa này rồi. Làm gãy mất cái vòi hoa này rồi. Đèn đồ chớp bịp nhá. Thơm nức mũi luôn cô chú anh chị ạ. Siêu thơm ạ. Hàng này thì vừa bền hoa mà thơm nhức mũi. Một cái chậu như vậy cũng rơi vào ít nhất là 3 giả hành cô chú anh chị ạ. 160.000 cho một cái chậu đen đô chớp bịp như thế này. Cây cực kỳ là khỏe và đều đang nụ hoa. Về cô chú anh chị còn thoải mái thưởng thức hoa bởi vì hoa của nó rất là bền. Và bên này đây ạ là rất nhiều những cây lan hồ điệp lá biên hay là hồ điệp lá phát tài. Mà cái hàng này thì sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình luôn. Chậu từ rơi từ 2 cho đến 3 vòi hoa trở lên ạ. Như cây này 3 vòi hoa nhé cô chú anh chị nhé. 2 cho đến 3 vòi hoa trở lên. Chỉ cần một chậu như vậy thôi ạ. Cũng đủ quá xinh đẹp luôn rồi. Như chậu này thậm chí có đến 4 cần hoa luôn. Chỉ cần một giò như vậy thôi. Có thể trưng trong phòng khách hay là bàn làm việc thì quá yêu thương rồi ạ. Hàng này chắc chắn chuẩn hoa Tết và giá chỉ có 45.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mình có thể lấy khoảng tầm, nếu như muốn có một cái giò lan rực rỡ nhất ạ, cô chú anh chị mình có thể lấy giúp em khoảng tầm bao nhiêu chậu nhỉ? 4 chậu hoặc là 5 chậu đi ạ. Thì giá đâu đây có hơn 200.000 một chút xíu thôi đúng không ạ? Là sở hữu ngay đến 5 cây lan hồ điệp lá biên đang nụ như thế này và cô chú anh chị về ghép lại một chậu thì quá yêu thương luôn. Đó. 45.000 cho một cây lan hồ điệp lá biên lá phát tài, hàng chuẩn hoa Tết. Cô chú anh chị mình để trong bàn làm việc ấy ạ, hoặc là trên phòng khách thì cô chú anh chị muốn nhẹ nhàng thôi thì có thể chỉ cần một chậu thôi cũng đủ xinh. Và bên này đây ạ là những giò lan thanh đạm Indo. Hoa rủ xuống mềm mại như thế này và cái dòng thanh đạm Indo này có lẽ với nhiều anh chị sở hữu một cái giò thanh đạm Indo thưởng thức hoa. Đó có lẽ là một cái một chân ái đối với nhiều anh chị chơi lan đúng không ạ? Rất là thơm ạ. Cái dòng thanh đạm Indo nhé cô chú anh chị. Và hiện tại thì em đang có những chậu đang hoa và có những chậu đang nụ như thế này. Thì những chậu nào mà nó đang hoa như thế này đấy ạ, thì em xin phép được bán là 170.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Đó, những cái giàn hoa thanh đạm Indo. Còn những cái chậu mà nó đang nụ như thế này này, em sẽ để với giá là 180.000. Đấy, những chậu đang hoa là 170 nhá. Còn những chậu đang nụ là 180. Và ở bên này đây thì em đang có những cái giò rất là to, rất là bự đẹp luôn đây. Những cái giò như thế này. Hiện tại thì em thấy là đâu chắc là cũng đang chuẩn bị nứt nụ thôi cô chú anh chị ạ. Thì giá một chậu như thế này em đang để giá là 120.000. Đấy thì cô chú anh chị thích cái loại lan nào thì cứ báo em cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị nhìn cho em. Những cái thân chuỗi ngọc thắt đốt và lá thân vàng óng sáng bóng đẹp mê mẩn như thế này này cô chú anh chị. Có thể cho cô chú anh chị mình những cái bông hoa ở Tết tới này rồi. Năm nay tiết đi sớm nên là em nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều cây mà nó sẽ nở hoa đúng thời điểm Tết đây. Cô chú anh chị có thể thấy bắt đầu là có những cây đã sưng ra nụ lớn, cũng có những cây đã bắt đầu là sưng nụ như thế này này. Đó, chắc chắn là một cái giò chuỗi ngọc như thế này sẽ có cho cô chú anh chị những cái bông hoa phải nói là siêu đẹp. Một cái dòng lan không chỉ đẹp thân lá đó, thân nào thân đấy sáng bóng và cây dài nuột rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị. Lô chuỗi ngọc về không điểm nào chê được luôn ạ. Chính vì lý do hàng này thì em bán có 160.000 cho một chậu thôi. Đó, đó chính là lý do vì sao em không mua hàng cân về em bán ạ. Bởi vì cái chậu chuỗi ngọc này nó quá đẹp như thế này mà giá thì lại rất là rẻ cô chú anh chị. Mà mua hàng cân về có khi mua cả cân cũng không thể nào ghép được mối giò đẹp như thế này đâu ạ. Cái dòng chuỗi ngọc này nó cũng là một trong những dòng lan mà có thể được nói là coi là khá là khó tính đấy cô chú anh chị nhé. Không phải đơn giản đâu. Đây, cây đang rất là nhiều cây đang nhú nụ hoặc là đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi. 160 cho một giò thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả Pháp ạ. Thân dài thuôn mềm mại như thế này. Chậu cũng đâu đây trên dưới chục thân cho một giò.
Và một cái chậu giả Pháp như vậy thì em đang để giá có 130.000 trong một giò thôi. Và cũng là cái dòng hoa mà nó sẽ nở hoa thời điểm Tết đó cô chú anh chị. Đây là mặt bông giả Pháp này. Cô chú anh chị này, xoay hoa từ gốc đến ngọn luôn, cái sách hoa đỏ thắm cực nổi bật như vậy. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ, thân nào thân đấy căng mướt và rủ dài mềm mại rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị. 130.000 trong một giò, giả Pháp thôi. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan kiều tím. À, bên này đây là duy nhất một cái chậu hạc vĩ thiên cung lự bố. Hàng em cũng chuẩn mặt bông cây giống, cây bé nhỏ nhưng mà khi mà sổ hoa đẹp mê như này. Một chậu duy nhất ạ, cô chú anh chị thử. À, nếu như chưa được thưởng thức cái mặt bông này, hạc vĩ thiên cung này thì hãy thưởng thức đi ạ. 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em đang có những cái chậu kiều tím Thái. Và chắc chắn những cái cây kiều tím Thái này sẽ không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái độ tím của nó đâu ạ. Cô chú anh chị sẽ không phải thất vọng là tại sao mình mua kiều tím mà về nó lại không sổ ra đúng kiều tím đâu cô chú anh chị nhé. Chuẩn hoa cho cô chú anh chị mình luôn, tím đậm, đậm đà đẹp luôn như thế này. Đó, những cái giò kiều tím Thái thân căng mướt và đẹp như thế này chắc chắn sẽ cho cô chú anh chị những cái giò hoa xuân xinh đẹp ạ. Giá ở đây em đang một chậu như vậy rơi vào ít nhất là 7-8 thân hoa. Em đang để giá là 170.000 cho một chậu thôi nhá cô chú anh chị nhá. Để 170.000 thôi ạ. Đây ạ, mặt bông kiều tím Thái này. Đó, chắc chắn là cô chú anh chị nào mà đã có một giò rồi sẽ có muốn có đến giò thứ hai. Dòng kiều tím Thái. Ồ, bên này thì em đang có những cái chậu kiều lộc bắc thân căng mướt luôn này. Bình thường em để giá 180, hôm nay để giá 150, em có duy nhất hai chậu. Và bên này thì em đang có một cái chậu đai châu Thái. Cái chậu đai châu Thái này là cái chậu này là đâu nhỉ? Đang có nụ tím lịm như thế này này, không biết là cái mặt hoa của nó như nào cô chú anh chị nhá. Cái nụ rất là khỏe luôn, đang một nụ tím như thế này này. Chậu này em xin phép được bán luôn với giá là 100.000 cho chậu này. Và bên này là một cái cây vũ nữ mà mặt bông hoa hồng và lưỡi vàng rất là xinh đẹp như vậy. Đó, cây thì đang bắt đầu chuẩn bị bung lụa thôi, rất là nhiều nụ. Hai cần hoa và rất là nhiều nụ, chậu vũ nữ này em xin phép được bán 100.000. Sang bên này đây sẽ là những cái cây địa lan quân tử ạ. Cái chậu địa lan quân tử đẹp mộng mơ, thân hàng lá ngắn, lá nhăn, tròn vo đẹp như thế này. Một cái cây lan vừa tạo cái không gian xanh lại vừa mang tính phong thủy và thanh lọc không khí tuyệt vời, giá 70.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp như thế này. Và bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Những cái chậu đen đỗ úc mắt đen cô chú anh chị này. Nhiều anh chị nói rằng là đen đỗ úc mắt đen này khó hoa đúng không ạ? Cô chú anh chị có thể nhìn thấy đây. Quá nhiều nụ luôn cho cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn. Chi chít là nụ như thế này, chậu này thì bao nhiêu thân hoa đây? Chi chít nụ luôn cô chú anh chị nhé. Chắc chắn rằng là đây sẽ là những cái nụ rất là tuyệt vời. 2 này, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9 cái thân hoa gì đó cô chú anh chị ạ. Cái chậu này rất là đẹp như vậy, 180.000 em gọi là chậu số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 2 cũng vậy đây cô chú anh chị, nhìn cho em cái dàn nụ của nó đi ạ. Đó, cái chậu này em cũng xin phép được bán với giá là 180.000 cho cái chậu đen đỗ úc mắt đen này. Ở đây thì em đang có hai cái chậu một cặp đôi, hai cây hai màu sắc rất là xinh đẹp. Cái cây hoa sống đời cô chú anh chị, độ bền phải tầm 2 tháng và cho hoa liên tục. Chậu trồng sẵn trong chậu nhựa như này, về cô chú anh chị trưng trong phòng khách hay bàn làm việc, rất là xinh đẹp luôn, giá 40.000 cho một chậu. Bên này đây ạ, dòng cửu bảo tiên ạ. Hàng không còn nhiều đâu cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào đang cần săn tìm cây cửu bảo tiên thì đừng bỏ qua cái lô hàng hôm nay. Cái lô cửu bảo tiên mà năm trước nó đã cho những cái bông hoa rất là xinh đẹp như thế này rồi. Đó, đây là cái lô hàng của năm ngoái. Dòng cửu bảo tiên này chắc chắn cô chú anh chị đã từng ngắm hoa thì không thể bỏ qua cái dòng lan này luôn, rất là đẹp. Hoa ba màu sắc rất là đẹp. Bông hoa to như cái chén mắt trâu luôn, cực mê. Và một chậu như vậy giá có 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đảm bảo cô chú anh chị không mua nơi đâu người ta bán giá dưới 100.000 cho những chậu cửu bảo tiên này đâu ạ. 80.000 trong cái chậu cửu bảo tiên này. Lấy giúp em một cặp đôi chỉ có giá 160.000 thôi. Sang bên này đây cũng sẽ là một cái dòng hoa mà sẽ cực chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình. Đó là dòng giả hạc chớp Mỹ. Đây, cô chú anh chị cùng em ngắm. Một mặt bông tím chớp rất là tuyệt vời, độc đáo và đẹp như thế này. Và hàng này thì chắc chắn là sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình vô cùng luôn. Và chắc chắn không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Độ đẹp, độ thơm của nó, một cái giò như thế này mà nở trong nhà, mà đặc biệt là vào trong những ngày Tết đến thì thôi rồi ạ. Cả cái không gian gia đình cô chú anh chị sẽ ướp toàn bộ cái mùi hương cô chú anh chị nhé. Ướp toàn bộ mùi hương thôi ạ, luôn ạ. Không chỉ đẹp mà còn thơm. Đấy. Vào những ngày Tết đến xuân về thì không có điều gì tuyệt vời hơn như thế ạ.
Và cái giò này em đang gọi là cái giò số 29 cô chú anh chị này. Giò 29 là hai thân đang nhú nụ như thế này rồi. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, quá chuẩn hoa luôn cô chú anh chị nhá. Em xin phép được bán cái lô này thì hiện tại là những hàng rẻ rẻ như thế này là bên em đã nhập hoa trước Tết rồi, và sát nữa, dạo nữa sát Tết thì chắc chắn là không có rẻ như thế này đâu cô chú anh chị ạ. Chậu này em xin phép được bán với giá chỉ có 110.000 đi cô chú anh chị nhá. Hai thân cực đẹp luôn, hàng đang nụ hết đấy ạ, 110.000. Chậu tiếp theo, chậu số 30. Chậu này thì 4 thân cô chú anh chị ạ, 4 thân mập nù đều tăm tắp đẹp như vậy, với giá 150.000 thôi. Và sang hình số 31, chậu này em xin phép được bán là 160.000. Chậu này có đến 7 thân hay sao ấy cô chú anh chị, 7 thân hay sao đấy ạ. Cái chậu này mà cô chú anh chị về chỉnh sửa một chút xíu, uốn tạo thế một chút thôi là ra cái tác phẩm tuyệt vời đấy ạ. Và chậu số 32 này 150.000, 2, 4, 5 thân. Và chậu số 33, chậu số 33 đây em xin phép được bán 100.000, 2 thân ạ, đang nụ nhá, nhú nụ rồi. Và chậu số 34, 160.000 đây cô chú anh chị, 2, 4, 6 thân to mập nú. Hai thân rất là mập, và ở đây 6 thân rất là mập, bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu xíu, ở đây có 3 thân bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu, không có ảnh hưởng gì, nhìn như này cũng không phát hiện ra luôn ạ. Chậu tiếp theo, chậu số 35 này, chậu số 35 là 3 thân nhá cô chú anh chị nhá, nụ này cô chú anh chị nhìn này, nụ cực đều luôn, giá đây 110.000. Và chậu số 36 ạ, 150.000, quá đẹp mê mẩn luôn, 2, 4 thân to đùng, có thân có thể dài đến cả mét luôn cô chú anh chị nhá. Giò như thế này mà cô chú anh chị trưng trong trong nhà vào ngày Tết thì không có gì tuyệt diệu hơn như vậy cô chú anh chị ạ. Mầm gốc đang lên luôn này, chậu này hai thân to đùng luôn, một cái thân dài cả mét. Chậu này em xin phép bán 110.000, chậu này cũng hai thân và cũng đang nhú nụ rồi. Và sang chậu tiếp theo là chậu số 38, chậu này em bán 100.000, hai thân, mỗi thân dài khoảng tầm 80 cm gì đó. Và chậu số 39 ạ, 150.000, chậu này 4 thân cô chú anh chị nhá. Đấy thì tùy cô chú anh chị lựa chọn. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò dáng, hai cái giò trầm rồng đỏ cô chú anh chị mình. Đẹp mê mẩn luôn, chậu trầm rồng đỏ này, hai thân ạ. Quá đẹp luôn, mắt nụ đang bắt đầu là đang bắt đầu là nứt vỏ lụa để chuẩn bị nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đấy thì cái chậu này em xin phép hai thân dài đến cả mét cho một thân luôn ạ. Ba thân như thế này, hai thân dài, một thân ngắn hơn một chút xíu, chậu này em bán 120.000. Chậu trầm rồng đỏ số 1 và chậu trầm rồng đỏ số 2 này cô chú anh chị này. Chậu này là hẳn 4 thân nhá cô chú anh chị nhá. Chậu trầm rồng đỏ số 2 này 4 thân. Em xin phép bán với giá là 110.000 thôi. Đó, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn đấy ạ. Sang bên này sẽ là những chậu dáng hương, một chậu dáng, những cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng quê em đây cô chú anh chị. Chậu dáng hương đuôi cáo này em gọi là chậu số 23 cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Đẹp chưa ạ? Tuyệt vời như thế này, 170.000 cô chú anh chị nhá. Chậu tiếp theo là chậu 24. 170.000 ạ. Đấy tùy cô chú anh chị mình lựa chọn thôi. Và chậu số 25 cũng là 170.000 ạ. Và chậu 26 170.000. Chậu số 27 cũng là 170.000 ạ. Chậu 28 cũng là 170.000 luôn, 170.000 luôn cô chú anh chị nhá. Một chậu cẩm báo duy nhất ạ. Bán dễ chi chít tua tủa luôn này cô chú anh chị. Giá em đang để là 100.000 cho chậu cẩm báo này nhá. Và ở đây em đang có một cái chậu trầm cổ cô chú anh chị ạ. Cái chậu trầm cổ 7 8 9 10 thân gì đó. Hay là trầm than củi đấy ạ. Để thanh lý xả hàng cho cô chú anh chị mình 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là đặc sản vùng Cao Bằng đấy ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là món lạp sườn. Hôm nay thì em đã gửi hết hàng đi cho cô chú anh chị mình rồi và lại chưa lấy cái hàng ra cô chú anh chị này. Anh chị đã dùng thử và phải nói là khen nức nở luôn ạ. Cái lạp sườn tự tay nhà em làm và chọn từ cái nguyên liệu lợn bản ở chỗ em thì chăn tăng trọng rất là ít luôn, nên có thể nói là lợn rất là sạch, ngon, thịt ngọt và tự tay làm bằng hun bằng bã của cái mía của chính chị nhá. 1 kg lạp sườn ấy, thì em đang để giá là 250.000 cho 1 kg và đóng túi hút chân không là 2 túi và túi 1/2 kg thì em đang để giá là 130.000 nếu cô chính chị lấy túi 1/2 kg. Và bên này sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng nè, với giá là 250.000 một túi như vậy, đóng gói 1/2 kg và giá là 170.000. Và cái chè này thì được trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000 m², so với mực nước biển và quanh năm sương mù bao phủ, có vị thơm ngon và đặc biệt tuyệt vời riêng của nó cô chú anh chị nhé. Còn bên này thì em đang có chè dây ạ,
chè dây này, rất là nhiều tuyết mà cũng tự tay nhà em sao, từ chọn nguyên liệu đấy ạ. Em đang để giá một túi như vậy nửa kg là 50.000. Sau bên này là những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông em có đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg. Duy xanh 50.000 nhá. Phùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong cặp. Xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ. Và Atonic 12.000 trong một gói và dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 Thái 40.000 trong một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 ạ. Và siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và Kin Kin Bun đặc trị thu nhũn 25.000 cho một gói. Và Chicho Dema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón chùn quế, phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu đỗ tương, đá ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 1/2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg. Và bên này thì em có thêm sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Những cái giọt tinh dầu hồi này được chiết xuất hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng đấy ạ. Và cô chú anh chị biết rồi ạ, là từ những cánh hoa hồi thì người ta có thể cho vào món ăn từ rất là lâu rồi, cho vào món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe, đúng không ạ? Nên là chắc chắn một điều rằng những giọt tinh dầu hồi mà được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng chắc chắn sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái tác dụng dược liệu vô cùng là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác phải nói là thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Và giảm đau hiệu quả mà không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mình tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.